Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Auto 88 lại tiếp tục về một sản phẩm siêu lướt để gửi tới quý anh chị, đó là chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký tháng 6 năm 2020, tên tư nhân một chủ từ đầu, biển số gốc tỉnh quý anh chị nhé. Xe này thì mới chỉ chạy 1,6 vạn km thôi. Thì ngay bây giờ đây, em sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu kỹ về chiếc xe này. Chiếc xe này hiện đang được Auto 88 chào bán với giá là 629 triệu đồng quý anh chị nhé. Một mức giá vô cùng hợp lý ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Anh em sẽ đi chi tiết này. Như anh chị có thể thấy thì xe được trang bị ngoại thất màu đỏ. Và cái màu đỏ trên chiếc Kia Cerato này thì màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ này nó không bị trẻ quá hay là tươi quá như là đỏ pha lê của Mazda đâu. Và cái màu đỏ này nó khá là trung tính. Kể cả trung niên đi vẫn là rất là ok. Đó, màu đỏ trầm rất đẹp. Trang bị vành 5 chấu này. Đó, một cái phần em rất là thích ở trên chiếc Kia Cerato này nữa là cái đèn hậu của nó ấy. Nó được trang bị dạng LED nhưng mà LED kiểu tia sét, cực kỳ đẹp và ngầu của anh chị nhé. Trên phiên bản 2020 thì xe đã được trang bị bộ đôi rồi. Đó, rất là cân đối đúng không ạ? Cảm biến trước sau đều là đầy đủ hết. Ở đây thì xe được gia chủ có độ thêm một cánh lướt gió. Đây, ở trong Cerato Club luôn này, có độ thêm chữ GT Line. Đó. Về phần hông xe thì anh chị có thể thấy là xe được thiết kế bề ngang của nó ấy, được dập những cái đường gân trông rất là khỏe khoắn. Và gia chủ có độ thêm cái nẹp chân kính, trông cũng tăng phần thể thao và sang trọng hơn cho chiếc xe, đúng không ạ? Đó, xe thì rất là trường. Khi chiếc Kia Cerato form mới này ra mắt thì có lẽ điều em thích nhất là xe được làm vuông vắn và trông cứng cáp hơn rất là nhiều so với thế hệ cũ. Và đấy là phần ngoại thất thôi nhá, còn riêng nội thất đó nó cũng có một chút hơi hướng gì so với cả những chiếc xe nước Đức. Rồi, anh em mình sẽ tìm hiểu phần đầu xe này. Xe thì được trang bị đèn full LED của anh chị nhá. Ở dưới đây thì gia chủ đã độ thêm cái đèn sương mù là dạng 4 cái mí LED như này rồi. Rất sáng luôn quý anh chị nhá, rất sáng luôn. Đó, mặt ca lăng thì được trang bị mặt ca lăng dạng than tổ ong, cũng rất là xịn sò và sành điệu. Như nãy giờ em đi một vòng quanh xe thì anh chị có thể thấy là sơn xi của chiếc xe rất là đều màu. Theo mắt em đánh giá là sơn zin chiếc xe này lên tới khoảng 95%, một tỷ lệ rất là cao khi anh em mình chọn mua xe đã qua sử dụng. Đây, sơn xi của xe này rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Hay là lốp của xe cũng vậy, xe mới chỉ chạy 1,6 vạn thôi. Đó, lốp vẫn còn rất là dày và mới. Tất cả 5 quả lốp vẫn theo xe quý anh chị nhé. Tất cả 5 quả lốp vẫn theo xe. Vành thì chưa bị xước một cái nào cả hay là móp méo cái nào cả, vẫn đều rất là mới. Đó. Trên này thì gia chủ cũng đã dán thêm một cái nóc đen, trông tăng phần thể thao hơn cho chiếc xe. Đó. Đây, để xem ra phần cốp xem. Cốp của chiếc xe thì rất là rộng luôn, có cả chế độ gập 46 cho hàng ghế thứ hai, rất là rộng rãi. Rồi, ở đây thì xe được trang bị Smart Key này. Đó, mở ra là bước vào khoang nội thất của chiếc xe thực sự. Đây anh chị nhìn rất là kỹ nội thất của chiếc Kia Cerato, rất mới luôn quý anh chị nhé, rất mới luôn. Bản 2.0 thì được trang bị nội thất da hai màu này, 6 túi khí này, ghế chỉnh điện này, trần đen này. Đó, cái bản 2.0 này mới được trang bị trần đen quý anh chị nhé. Cửa sổ trời chỉnh điện. Hay đây, những chi tiết táp ly của xe này vẫn rất là mới quý anh chị nhé, vẫn rất là mới. Tất cả các nút bấm đều là rõ nét và không bị mờ chữ gì cả. Đó, đây vô lăng của chiếc xe. Vô lăng của chiếc xe rất mới và đẹp luôn quý anh chị nhé. Đó, rất mới và đẹp luôn. Đây thì được trang bị một cái màn hình trung tâm này, 4 inch thôi nhưng mà vẫn hiển thị rất là đầy đủ các thông tin. Đó, ở đây thì vách vô lăng này vẫn rất mới luôn quý anh chị nhé. Vô lăng vẫn còn nguyên phấn của nhà sản xuất. Và lên xe vẫn thơm mùi, vẫn thơm mùi ghế da nhà sản xuất, rất là đẹp luôn. Đó, bảng táp lô của chiếc Kia Cerato được thiết kế rất tinh tế. Vô lăng cũng phay xước kim cương các kiểu rất là đẹp. Đó, nói chung là cái bản 2.0 này thì không chê một cái gì cả. Gia chủ đã độ thêm một cái màn hình to hơn so với màn hình cũ rồi. Đó, màn hình này thì rất là to và có độ thêm loa nữa. Ở đây thì khu vực cần số của xe thì xe mới chỉ chạy 1,6 vạn nên thực sự là cần số vẫn rất là mới quý anh chị nhé. Ở đây thì xe được trang bị sạc không dây này. Đó, ví dụ em đang sạc không dây ở đây luôn. Đây là sạc không dây. Đó, chắc là em phải tháo ốp ra thì nó mới nhận được. Hay là cổng USB AUX, cổng 12V. Ở đây thì xe được trang bị 3 chế độ lái này,
rồi là cảm biến của xe này, cảm biến xung quanh xe luôn này. À, trên này thì xe được trang bị gương chiếu hậu chống chói đó. Rồi tiếp đến là ghế phụ của xe, của anh chị nhìn kỹ này, ghế phụ của xe này chưa qua dọn dẹp spa gì cả, thực sự nhìn vẫn rất là mới, thơm mùi ghế da luôn, rất mới quý anh chị nhá. Đó. Rồi đến hàng ghế sau, đây ni lông nhiều chỗ vẫn còn chưa bóc luôn quý anh chị này, ni lông nhiều chỗ vẫn còn chưa bóc luôn. Em sẽ sang góc bên này thì nhìn có vẻ là sẽ sáng hơn. Đó, anh chị nhìn kỹ chưa? Hàng ghế sau của chiếc xe gần như không có người ngồi luôn ạ. Được trang bị cả bệ tí tay này, hay là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Sang bên này thì đây, anh chị nhìn ghế phụ này, vẫn rất là mới và đẹp quý anh chị nhá, vẫn rất mới và đẹp. Ghế lái thì được thiết kế rất là thể thao và ôm lưng. Đó, rất tinh tế, nội thất của chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0. Đây em sẽ quay qua keo chỉ một chút cho anh chị xem. Đó, tại vì tất cả những xe Auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội, bảo hành động cơ hộp số trong vòng 1 năm cho quý anh chị. Và bên em vẫn đã áp dụng cái chương trình khuyến mãi là trước khi anh chị nhận xe, bên em sẽ tặng gói bảo dưỡng cấp 4 cho quý anh chị. Đó, keo chỉ tất cả xe của xe thì vẫn đều zin hết quý anh chị nhé. Keo chỉ vẫn đều zin hết, máy móc cũng đều nguyên bản. Tại vì em quay ở đây một mình nên là không biết là có nhấc nổi cái đây, máy móc đây. Đó, ốc capo này, tất cả vẫn còn zin này. Hay là đây, chân số, chân máy tất cả vẫn đều còn vẩy sơn của nhà sản xuất quý anh chị nhé. Hay là khung sườn chassis của xe này. Đó, tất cả vẫn còn nguyên bản. Ốc khóa này, ốc khóa này, két nước này, tất cả vẫn còn zin mà không móc méo chỗ nào cả quý anh chị nhé. Rồi, chắc chắn là khi anh chị mua xe thì anh chị kiểu gì cũng phải kiểm tra qua này. Em chỉ quay qua một chút thôi. Thì hiện tại chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium số tự động sản xuất và đăng ký tháng 6 năm 2020, chạy 1,6 vạn km biển gốc tỉnh, đang được Auto 88 chào bán với giá là 629 triệu đồng. Thì giá trên chỉ là giá đề xuất thôi, còn khi anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn thương lượng và giảm giá thêm cho quý anh chị. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888, hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em, Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và ủng hộ em một cái chặng đường rất là dài. Em xin lỗi một chút là chiếc xe này vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. Rất là cảm ơn quý anh chị. Chúc anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.